Mai Ngọc Hòa, VNTV 55.2 trân trọng kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, từ ngày mà VNTV bắt đầu ra đời, VNTV là một đài truyền hình Việt Nam đầu tiên phát thanh và phát hình Việt ngữ đầu tiên tại thành phố Houston. 2 năm, 2 tháng, nếu mà tính giờ, 8 giờ, 3 phút, 75 giây. Kính thưa quý giả của Đồng Hương, ngày hôm nay VNTV 55.2 vẫn còn và vẫn còn đứng vững. Vững như thế nào, thưa quý vị? Từ ngày mà VNTV 55.2 bắt đầu ra đời và phát thanh phát hình cho tất cả quý giả quý đồng hương, để mà tất cả mọi người không còn phải trả một cái lệ phí nào nữa, mà bắt đầu bật lên đài thì sẽ được xem và được nghe những hình ảnh trung thực và âm thanh rất là rõ ràng. Đó là cái ước nguyện và VNTV 55.2 đã ra đời cách đây 2 năm, 2 tháng, 35 phút, 8 giây. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất là vui sướng để mà thông báo, để mà cũng nói lên một cái sự chia sẻ này. À, không những là cái đài truyền hình mà những cái việc làm của VNTV. Cái việc làm như thế nào? Ngày hôm nay ông bà bác sĩ Vũ Ban, cô Bích Ngọc cũng như cái người mà co-host cho Mai Ngọc Hòa ngày hôm nay, đó là cô Thiên Trang, để mà chia sẻ những cái dòng lịch sử trong vòng 2 năm trước đây. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất là vui sướng để mà đón tiếp tất cả quý vị cùng chúng tôi trong cái buổi hội thoại rất là đặc biệt này. Thì trong đài ngày hôm nay có bác sĩ Vũ Ban, cô Bích Ngọc cũng như là Thiên Trang. Hai anh em chúng tôi là người sẽ cùng với lại bác sĩ và cô Bích Ngọc để mà đi ngược lại thời gian. Và trước hết thì Thiên Trang xin được kính chào quý vị khán thính giả của đài VNTV 55.2. Là một người rất hân hạnh được làm việc ngay từ ngày đầu khi đài VNTV sắp sửa ra đời, thì Thiên Trang cũng rất là may mắn và hạnh phúc khi mà được làm việc chung với đài và có rất nhiều cơ hội, không những trong công việc của mình mà là một cái con đường rất là thanh thang phía trước để được tham gia những cái hoạt động xã hội. Thì trước hết Thiên Trang xin chào đón cô chú bác sĩ Vũ Ban và cô Bích Ngọc, và rất ngưỡng mộ với những công việc cô đã trải qua. Cô có thể trong chương trình này chia sẻ cùng với quý vị khán thính giả của đài VNTV cái động lực và ước mơ nào đã, tại vì chú cho biết là chú cũng có công việc riêng và cô cũng vậy, nhưng mà cô chú đã cho thành lập đài. Có thể chia sẻ cho quý vị khán thính giả và Thiên Trang cũng như anh Michael là cái ước mơ và lý do nào mà cô đã thực hiện điều này và những cái công việc của đài như thế nào trong vòng hơn 2 năm qua, thưa cô? Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin cảm ơn luật sư Thiên Trang đã có những cái câu hỏi rất là có ý nghĩa đối với Bích Ngọc, VNTV 55.2. Thưa quý vị, thật tình ra mà nói đó, thì chắc có lẽ là ngày hôm nay đó, chúng tôi phải thưa với quý vị và chia sẻ với quý vị những cái hành trình gian khổ của VNTV đã trải qua sau gần hơn 2 năm nay. Vâng, thưa quý vị, những gian khổ đó là những cái lúc mà chúng tôi bắt đầu có một cái ý tưởng là sẽ mở đài truyền hình tại thành phố Houston. Nhưng mà cái mộng ước này không phải là chúng tôi mới chớm nở trong vòng 1-2 năm nay, mà cái điều này đó là một cái mơ ước của chúng tôi cách đây cũng vào khoảng gần 20 năm về trước. Nhưng cái mộng nó không có thành, nhưng rất tiếc là cái người hợp tác với chúng tôi không có chung một cái chí hướng, cho nên là cái sự thành hình của đài truyền hình của chúng ta cách đây vào khoảng gần 20 năm đã không thành. Và gần đây thì hơn 2 năm nay chúng tôi lại bước qua một thời gian gian khổ, là cái hồi đó chắc quý vị vẫn còn nhớ là đài truyền hình của người Mỹ và đài truyền hình của Hoa Kỳ cũng như đài truyền hình của quốc tế đối với người Việt Nam của chúng ta rất là xa lạ, và nó như là một cái mơ ước mà không bao giờ chúng ta có thể mơ tưởng rằng chúng ta sẽ làm được một cái đài truyền hình ở ngay cái xứ tự do này. Nhưng mà có lẽ là trời cao có mắt và cũng thương đến cái dân tộc Việt Nam của chúng ta, đã bao nhiêu năm chúng ta đã bị không có được phải là một cái quốc gia độc lập. 1000 năm đô hộ thằng Tàu, 100 năm đô hộ thằng Tây, 20 năm nội chiến từng ngày. Bây giờ người Việt chúng ta đã cất cánh tung bay, và tất cả chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã đến được một cái nước văn minh, đến được bờ tự do. Và cái mộng ước của chúng ta là làm thế nào để phát huy được cái nền văn hóa cổ truyền, cái nền văn hóa của 4000 năm văn hiến của chúng ta. Thì thưa quý vị, cái đó là một cái mộng ước rất là lớn. Nhưng mà
Chúng tôi xin thưa một cách vắn tắt hơn nữa là để trải qua những cái gian lao đó, thì cái ngày mà chúng tôi nghĩ đến đài truyền hình và được một cái tin là cái đài truyền hình, tức là hệ thống truyền hình sẽ đổi từ analog và sang hệ thống digital. Vì thế cho nên là bây giờ chúng ta mới có ngày hôm nay, tức là lúc trước mà nếu chúng ta muốn có đài truyền hình thì rất là khó, nhưng mà sau khi đổi sang digital thì cái đài mẹ nó lại đẻ ra đài con, cho nên rằng chúng ta mới có được những cái làn sóng như vậy. Thì trải qua những cái khó khăn của lúc đầu tiên, đài VNTV cũng là một trong những cái đài mà phải vất vả, là bởi vì lúc đó đồng bào chúng ta cũng như kể cả dân địa phương đều không biết đến digital là gì hết và đang xài cái hệ thống analog. Cho nên là khi mà chúng tôi là đài digital mà muốn sang analog thì phải có một cái máy đặc biệt, nó gọi là converter box, thì của chính phủ sẽ phát ra để cho người dân, người nào mà muốn coi digital thì phải mắc cái máy đó vào cái TV của mình thì mới coi được. VNTV đã khổ công và phải đi gắn máy cho từng nhà, là phải mang cái vấn đề huấn luyện những cái người dùng máy như thế nào mang lên đài, và lúc đó để chỉ bảo chia sẻ cho anh em đồng hương để chúng ta cùng có thể chia sẻ với nhau, là chúng ta cùng được hưởng và được xem cái đài VNTV. Vâng, thưa quý vị, những lúc đó rất là khổ sở, và lúc đó chúng tôi coi như là đã phải làm việc rất nhiều để mà có được cái ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, thì đấy chỉ là một trong những cái mà chia sẻ với quý vị về vấn đề đổi hệ của cái hệ thống digital và hệ thống analog, thưa quý vị. Dạ vâng, thưa bác sĩ và thưa cô, cũng giống như anh Mai, cô Hòa, Thiên Trang có nhớ có một người nói với Thiên Trang là nếu bạn muốn đạt được ước mơ của mình thì hãy làm những điều bạn chưa làm, chưa dám làm. Thì Thiên Trang cảm thấy cô là một người, một trong những người đó, có nghĩa là để đạt được cái ước mơ ngày hôm nay, đứa con mà cô đã nâng niu và ước mơ 20 năm trước và đến ngày hôm nay nó đã được hơn 2 tuổi, thì dĩ nhiên cô đã đứng ra và chịu xào và làm tất cả những công việc rất là nặng nhọc. Và chính bản thân Thiên Trang cũng thấy là cô không phải chỉ ngồi chỉ đạo mà cô là người hands on, và cô làm tất cả, ngay cả nếu mà cần dọn dẹp cũng cô cũng là người đó. Dĩ nhiên ngồi kế bên cô là bác sĩ Vũ Vang. Ngoài công việc riêng của bác sĩ ra thì bác sĩ cũng đã ủng hộ vợ và làm việc chung với cô trong cái chương trình này để thành lập đài. Thì chú có thể, bác sĩ có thể chia sẻ cùng với quý vị khán thính giả là cái khó khăn và cái sự cố gắng của ban giám đốc đài truyền hình như thế nào trong 2 năm qua không, thưa bác sĩ? Vâng, thưa, nhắc lại cái thủa ban đầu thì chúng tôi nhớ là vào tháng 4 thì có một cái buổi ra mắt của một tổ chức cộng đồng, thì chúng tôi có phát một cái truyền đơn là nói là sẽ có một cái đài Việt Nam đầu tiên sẽ ra mắt vào mùng 1 tháng 5. Thì khi mọi người nhận được cái truyền đơn đó thì họ rất là nghi ngờ rằng làm sao mà có thể có một cái đài truyền hình mà lại miễn phí ở thành phố Houston được. Vì thưa quý vị, đó là một cái mà chúng tôi hơi mạo hiểm, là vì chỉ nước Mỹ lúc đó mới có một cái hệ thống truyền hình digital, trong khi đó các nước khác như là Canada hay là Úc Châu thì chưa có hệ thống đó. Chúng tôi là những người đi tiên phong, thành ra gánh tất cả những cái sự khó khăn lúc ban đầu. Thì vì đã quảng cáo là đài sẽ phát hình đầu tiên vào 1 tháng 5 thì chúng tôi cũng cố gắng làm sao để phát hình cho đúng cái ngày 1 tháng 5. Thì đấy là một cái sự cố gắng của đài, là vì hôm đó tất cả anh em đều rất là lo sợ, là vì mình hứa một đằng mà có làm được hay không để là chuyện khác. Thì chúng tôi thở phào khi mùng 1 tháng 5 thì tất cả anh em trong đài đều thấy trên màn hình hiện ra cái đợt phát hình đầu tiên của đài 55.2. Thưa, nhắc lại là khi đã có người hỏi chúng tôi rằng tại sao mà có mộng đi làm đài truyền hình. Thưa, đây không phải là lần đầu tiên, và cách đây như là cô Bích Ngọc đã nói là cách đây 10 năm hay hơn 10 năm gì đó thì đã có một lần có ý định làm đài truyền hình. Hồi đó làm truyền hình theo hệ thống satellite, tức là chúng ta có một cái đĩa mà mỗi người phải mua một cái hộp để có thể coi được truyền hình. Nhưng mà lần này chúng tôi làm đài truyền hình địa phương miễn phí 24/7 trong tuần. Đấy là những sự khó khăn lúc đầu. Thì chúng tôi thấy rằng là sau bao nhiêu gian nan, vì người đi đầu bao giờ cũng lãnh tất cả những cái sự khó khăn, còn những người đi sau thì có lẽ là họ dễ dàng hơn một chút xíu. Chúng
Tôi chỉ chia sẻ một chút với quý vị để chứng tỏ rằng nếu mà chúng ta có một cái đam mê, nếu mà chúng ta có một cái quyết tâm, và nếu mà chúng ta không có sợ vất vả và chúng ta không có sợ thất bại, thì chắc là chúng ta có thể làm được cái điều gì mà chúng ta muốn, có phải không quý vị? Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thiên Trang có biết hồi nãy giờ anh Mai Cầu Hoàng ngồi đây để mà nghe những cái tâm tình của cô Vinh Ngọc cũng như là bác sĩ Vũ Ban, thì thấy cái sự khó khăn của lúc ban đầu. Cái khó khăn là như thế này, là nếu mà mình nói mình mở cái đài truyền hình đó, thật sự người ta sẽ bật cười là vì cái chuyện đó không bao giờ xảy ra. Bởi vì cái đài truyền hình lúc đó là không ai màng tượng được cái chương trình mà Analog. Là tất nhiên là từ cái hệ như là cô với bác sĩ chia sẻ là cái dây cáp, hoặc là bắn thẳng từ ở vệ tinh nó xuống qua cái satellite, những cái chương trình đó là những chương trình chúng ta phải mua để mà chúng ta được xem, chứ không phải là chương trình miễn phí như bây giờ. Mà dám gồng mình làm những cái chuyện đó để mà tất cả mọi người không những nghe được tiếng Việt Nam mà thu nhận được tất cả những tin tức nổi bật nhất trong ngày, không thua gì CNN, để mà tất cả mọi người thoải mái để mà xem, chứ không nghe, xem được cái hình ảnh. Đó là cái việc không có phải là dễ. Mai Cầu Hoàng còn nhớ, cảm ơn bác sĩ đã nhắc, lúc đó là cái lúc gây quỹ cho cộng đồng. Mà ngay lúc đó đài truyền hình đã bắt đầu trực tiếp tham gia vào công tác cộng đồng để mà ra mắt tuyên bố ngay cộng đồng. Gây quỹ cộng đồng là như thế nào? Để mà tổ chức những cái ngày chúng ta tha hương, gọi như là 30 tháng 4 quốc hận. Bác sĩ đến, Mai Cầu còn nhớ rất là rõ, mặc cái áo thun, mặc cái quần jean, với trong tay với một đống những cái tờ gọi là truyền đơn để mà khoe chung đài truyền hình Việt Nam sẽ có mặt. Và cộng đồng lúc đó đang thắc mắc, ông bà này thập cổ lấy hy rồi, làm cái chuyện gì đây? Nhưng mà thật sự ngày hôm nay cái việc chính của mình, thưa Thiên Trang, đó là không phải khoe mà phải chia sẻ. Khoe là chúng ta thấy rõ ràng là đài truyền hình Việt Nam đầu tiên rồi, chia sẻ những cái bước đầu và những cái công chuyện làm của đài truyền hình VTV 55.2, đó là những cái việc từ thiện. Dạ vâng, Thiên Trang cũng đồng ý như vậy. Thưa quý vị khán thính giả, chúng ta nghe bác sĩ Vũ Ban và bà Bích Ngọc chia sẻ những ngày đầu khó khăn cũng như những công việc trong vòng hơn 2 năm qua, không những đã được ra mắt đài truyền hình đầu tiên của người Việt Nam tại Houston, Texas, mà còn hơn thế nữa đã làm rất là nhiều những cái công việc từ thiện. Thì Thiên Trang xin được phỏng vấn anh Michael Hòa, cũng giống như cô chú, là tại vì anh là người trực tiếp hầu như ở đây mà bất cứ cái hoạt động nào không tôn biệt, không có phân biệt tôn giáo, cứ nói về từ thiện thì cứ thấy anh Michael Hòa. Anh có thể chia sẻ cùng quý vị khán thính giả một vài hoặc là tất cả những hoạt động mà anh đã tham gia, cũng giống như là đài VTV đã trực tiếp tham gia trong công tác từ thiện hay không? Và sau đó Thiên Trang sẽ xin được hỏi cô về cái background của Van Foundation. Xin mời anh. Cảm ơn Thiên Trang. Từ ngày mà Michael Hòa bắt đầu tham gia với lại đại gia đình của VTV 55.2, cái lý do rất là chính xác mà không có ngạc nhiên gì đối với tất cả quý vị. Có nhiều người họ hỏi tại sao Michael Hòa không chọn những cái nghề này nghề kia. Thực sự cái ngành nghề chính thức để mà tạo công ăn việc làm Michael Hòa vẫn có. Nhưng mà họ quyết định để về tham gia với lại đài truyền hình là vấn đề gián tiếp và trực tiếp làm những cái việc mà bác sĩ Vũ Văn và cô Vinh Ngọc đã có. Đó là những cái việc từ thiện. Ngoài ra những cái chương trình mà phát thanh phát hình để cho tất cả quý vị xem những tin tức. Nhưng song song đó là cái nỗ lực làm sao để mà đi sâu vào cộng đồng và mở rộng ra cho tất cả tha nhân. Tha nhân đây là khắp nơi trên thế giới. Bởi vì sau một năm khi mà đài truyền hình được thực hiện, thì một cái bước mà gọi như là chưa ai làm được mà đài truyền hình VTV có thể và đã và đang tiếp tục, đó là Internet. Tất nhiên là không những phát thanh phát hình
trên đài truyền hình mà tất cả quý vị có thể xem chương trình khắp nơi trên thế giới. Và còn nữa, giúp cho những cái chương trình mà không ai để ý đến, đó là từ trẻ thơ cho đến những cụ già neo đơn, đó là những cái Tết Trung Thu. Tết Trung Thu như thế nào? Lần đầu tiên VTV tổ chức Trung Thu tại một cái nơi mà thị tứ nhất là khuôn viên của chợ Hồng Kông. Hàng ngàn trẻ em cùng cha mẹ đến để mà nhận những cái chiếc lồng đèn bánh Trung Thu, mà đi quanh chung quanh đó họ quên hẳn đi là họ đang ở Hoa Kỳ, họ tưởng rằng họ đang ở Việt Nam. Bởi vì những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh đã đi khắp nơi trên thế giới. Và những cái cơ cấu đó và cái những cái nỗ lực đó, VNTV đã tiếp tục và làm những cái chuyện đó. Những cái cơm gọi là Thanksgiving cho những người nghèo khó, và giúp cho tất cả những người tàn tật, khuyết tật, neo đơn ở Việt Nam. Là những cái chương trình mà VNTV đã và đang và sẽ tiếp tục làm. Chẳng hạn như là chương trình văn nghệ bỏ túi 1.5 tiếng đồng hồ tại Hồng Kông thôi mà đã gây hơn $5,000 cho con dâu. Cho con dâu 1.5 tiếng đồng hồ tiếng hát của địa phương, bởi vì cái màn ảnh của VNTV mà chúng ta đã gây được $5,000 để giúp cho nạn nhân con dâu. Và ngay sau đó chương trình cho Vinh Bảo Lục gần 10.000 đồng tại VNTV giúp tất cả mọi người đi qua đi lại bỏ 1 đồng, 2 đồng để mà giúp cho chương trình của Vinh. Vinh là như thế nào? Là Lục. Năm ngoái tháng 5 vừa rồi chúng ta đều biết là 3 tỉnh của Vinh đã bị ngập lụt. VTV dựng lên những cái chương trình tiếng hát tại nơi. Đó là những cái nỗ lực. Và một cái chuyện mà gọi là khó khăn nhất chưa ai làm được, đó là cái chương trình mà người Mỹ họ hay có một cái câu đó gọi là Food Drive for Christmas season, cho đi không nghĩ lại. VNTV đã làm. Food Drive là như thế nào? VNTV cũng như tất cả các anh chị em nhân viên đã nỗ lực xin được hàng vạn tấn thực phẩm để tặng cho tất cả mọi người, không cần biết là người đó giàu nghèo khó khăn như thế nào, đến để trong cái tinh thần của mùa Giáng sinh tại đây. Lạnh, gió, mưa, đồng hương của chúng ta hàng ngàn người đến đây, đến để nhận thực phẩm, các con em có những cái quà Giáng sinh. Và đã trở thành truyền thống của VNTV. Kênh truyền thống. Thì chúng ta đã làm như vậy là kể như là được 2 lần rồi. Từ năm 2009, 2010 và bây giờ 2011. Tức là mỗi một khi mà Christmas tới là các em có quà Giáng sinh. Và chúng tôi có xin được và chúng tôi có đi được về, có thể nói là một cái xe hơi 18 bánh đó, mà mang quà xuống. Tất cả những cái quà đồ chơi đó là toàn là mới hết và tặng cho các em. Các em cũng có nhớ rằng năm ngoái đó có các em không phải là gì hết mà các em vui quá. Các em nhận mà các em nói chứ cho con xin được một cái quà cho cái người mà không có mặt ngày hôm nay không? Sung sướng đến nỗi mà các em quên luôn cả chính mình mà nhớ đến những người bạn mà không có mặt. Mà VNTV đã làm được những cái chuyện đó. Đó là cái chuyện mà ngày hôm nay những cái sơ khởi. Mà thật sự ra Thiên Trang phải nhớ rằng không phải đây là những cái kể, mà những đây là những cái công trạng mà VNTV cũng như tất cả các anh chị em đã làm và sẽ làm, để chúng ta nói rằng ngày hôm nay VNTV chính thức tuyên bố VNTV Charity Foundation. Dạ vâng, thật ra kính thưa quý vị khán thính giả, VEN Foundation đã được thành lập ngay từ ngày đầu khi mà VNTV ra đời. Nhưng mà tất cả những công việc lâu nay á, là thật ra ông bà bác sĩ Vũ Ba và cô Bích Ngọc làm việc rất là âm thầm. Chúng tôi không bao giờ nói là có một cái foundation. Và mục đích của VEN Foundation là không những làm về vấn đề giáo dục mà còn những vấn đề khác như là tôn giáo, hoặc là những cái nạn lũ lụt, hoặc là những cái thiên tai lớn nhỏ xảy ra khắp nơi, cũng giống như những hoạt động cho các em nhỏ cũng giống như các cụ già, sức khỏe vân vân mà anh Michael vừa mới kể ra sơ. Bác sĩ Vũ Ban, thưa bác sĩ, trong tương lai bác sĩ có dự định hay là đài VNTV có dự định tiếp tục hoạt động như thế nào và cần sự hỗ trợ như thế nào từ quý vị khán giả, thưa bác sĩ?
Vâng, thưa, mọi chuyện đều cần có sự hỗ trợ của tất cả quý vị các thính giả, vì khán giả là lẽ sống của đài. Nếu mà quý vị không không ủng hộ cho đài thì đài không có thể nào mà phát triển được. Vâng, nhân tiện đây cũng xin nói rằng đài VTV sinh ra đúng vào cái lúc mà thành phố Houston được phát triển về thương mại, về văn hóa, thì không thể nào có sự phát triển nếu mà không có một cái đài truyền thông. Hồi đó chúng ta chỉ có một đài phát thanh và nhiều tờ báo nhưng mà không có một đài truyền hình. Thì đài VTV ra đời đúng lúc để mà làm đúng vào cái nhu cầu phát triển của thành phố Houston, là để thành phố Houston có thể phát triển tối đa nhiều hơn. Thành ra có thể nói rằng VTV đã đóng góp một phần trong sự phát triển của thành phố Houston cho đến ngày hôm nay. Và trong đó thì như là cô Thiên Trang vừa nói rằng đài VTV ngoài cái vấn đề làm một cái đài truyền hình mỗi ngày một tốt hơn, phong phú hơn, thì còn làm xong một cái chương trình charity, tức là làm vấn đề xã hội. Thì chúng tôi hy vọng rằng cái foundation này mỗi ngày nó một phát triển để chúng ta có thể đóng góp vào cho cái sự mà xã hội của tất cả những đồng bào tại Houston cũng như của tất cả đồng hương của chúng ta. Chị Trang có biết rằng khi mà nãy chị Trang hỏi cái câu hỏi đó thì anh Mai Cầu Hòa ngồi ngẫm nghĩ và nhớ rằng là không những là cái đài truyền hình phát hình và phát thanh để mà chia sẻ, nhưng mà VTV 55.2 đã mượn cái màn ảnh đó để làm những cái việc bác ái và từ thiện, bằng cách rằng không phân biệt tôn giáo, bất cứ những cái chương trình gây quỹ gì của cộng đồng, chùa, nhà thờ, nếu mà nói ra, nếu mà chúng ta mà nói cái tên chùa, tên nhà thờ ra là vô số kể. Bởi vì VTV là một cái đài truyền hình đầu tiên đi từ đây lên tới Missouri trong đại hội Thánh Mẫu Đồng Công để làm những cái chuyện đó mà phát hình và chia sẻ cho tất cả mọi người liên tôn giáo để mà biết những cái chương trình tiên giáo tôn giáo của chúng ta như thế nào. Và tất cả các anh chị em ở đây không những như vậy không, mà đã bỏ thân, bỏ xác đây đó là đi cực nhọc đi tới Port Arthur thăm một cụ già, khám phá là một người cô đơn Việt Nam mình sống cô đơn trong một cái nơi hẻo lánh, và dùng đó để mà giúp cho cái cụ già này xuống một cái hầm để mà xem những cái người homeless, những người vô gia cư, và dám nói lên cái sự thật rằng chúng ta là những người mà đang còn khốn khổ như thế nào, để mình mang cái màn ảnh này để chia sẻ cùng tất cả quý vị. Và VTV vẫn tiếp tục làm những cái chuyện đó, đứng 2 ngày 2 đêm để làm cho những cái chuyện, chẳng hạn như chùa Liên Hoa, từ ông bà giám đốc tới tất cả những người quay phim cho tới ánh sáng, đứng 2 ngày 2 đêm tiếp tục làm những cái chuyện như thế này, hoặc là đi vào những cái nơi sâu xa nhất của cộng đồng của chúng ta để chia sẻ những cái nỗi đau của những người mà khốn cùng nhất, là những người thất nghiệp, không nhà, không tiền điện, để mà chia sẻ, để mà chúng ta cùng sống. Cho nên ngày hôm nay, và đặc biệt nhất trong lát nữa đây, là một cái chương trình để mà có thể nói là chúng ta thường nói là nói có sách mách có chứng. Hôm nay rất là hạnh diện để mà chia sẻ cùng cái sự chứng minh của ông phụ tá lãnh sự của Đại sứ quán Nhật tại Houston, cũng như ông tổng giám đốc Steve Verano của Hội Hồng Thập Tự đến đây để mà nhận những cái gì. Thì chút xíu nữa xin Thiên Giang chia sẻ chính xác là những người đó sẽ đến để mà nhận không những cô Ven mà tất cả mọi người. Dạ vâng, kính thưa anh Michael và quý vị. Thưa quý vị, tất cả những cái công việc mà ông bà bác sĩ Vũ Bang và bà Bích Ngọc, cũng như anh Michael, cũng như tất cả anh chị em trong đài, và cũng như Thiên Trang cũng có một cơ hội và góp một phần nhỏ bé của mình tham gia. Nhiều người khi mà Trang nhớ trong cái lần vừa rồi, khi mà Trang đi xuống đường để mà đi đến những cái cơ sở thương mại xin tiền cho nạn nhân lũ lụt đó, nhiều người nhìn Trang, ngay cả là người quen của mình, nó hỏi là bộ không có gì làm hay sao mà đi làm cái này. Thật ra quý vị cũng biết là Thiên Trang có văn phòng luật sư riêng và cũng có rất là nhiều công việc, nhưng mà Trang vẫn nghĩ là cuộc đời của mình đó, mình phải sống có một cái gì đó có ích cho đời. Nếu mà mình chỉ nghĩ là mình có tiền thôi và mình sống cho mình thì cái đó nó quá nhỏ bé.
Và Trang nghĩ là đôi khi trong cuộc đời mình có những cái phần thưởng mà nó không có to bằng tiền được. Thì Trang cũng tin đó là một cái chí hướng mà bác sĩ ở đây cũng như bà Bích Ngọc, anh Michael và Thiên Trang cũng như tất cả quý vị chúng ta tin là cái phần thưởng lớn nhất của chúng ta đó là sự hạnh phúc khác cho mọi người và cái việc làm của mình và cái cuộc đời của mình trước khi nhắm mắt. Mình cảm thấy rất là hài lòng là mình đã làm một cái gì đó rất là ý nghĩa trong cuộc sống. Và cái phần thưởng mà Thiên Trang nghĩ là cái công lao của nhất là của cô chú âm thầm trong hơn 2 năm qua đã được đền bù một phần nào đó, hy vọng là xứng đáng, đó là sự ủng hộ của tất cả quý vị khán thính giả của đài Ven TV. Và Thiên Trang mong là quý vị tiếp tục ủng hộ đài Ven TV cũng giống như tất cả những công việc từ thiện mà đài Ven TV sẽ đang và tiếp tục sẽ làm trong tương lai. Và Thiên Trang rất vui mừng là ngày hôm nay có ông Steve và Vitrano cũng giống như ông Takahiko Watabe đến từ Tổng lãnh sự Nhật Bản sẽ đến ngày hôm nay để được recognize những cái công việc mà ông bà Đài Ven, ông Michael Hòa cũng giống như chúng tôi là luật sư Nguyễn Lê Thiên Trang cũng như văn phòng của luật sư Kevin Phạm cũng giống như chùa Tịnh Sáng Ngọc Nhẫn đã tham gia trong chương trình ủng hộ cho nạn nhân lũ lụt Nhật Bản trong tháng 3 vừa qua. Và xin quý vị, Thiên Trang xin mời quý vị đứng lên để chào đón những vị khách quý sau đây. Dạ vâng, thưa quý vị, thực sự ra rất là sung sướng ngày hôm nay để mà đón tất cả những vị khách của chúng ta đến đây ngày hôm nay. Và cũng là cái dịp này, thưa bác sĩ cũng như là thưa cô, cho phép Michael Hòa là một phóng viên của Ven TV 55.2 chính thức ra mắt cùng tất cả quý vị Ven TV Charity Foundation, là một cái tổ chức từ thiện và bác ái của đài truyền hình Ven TV 55.2.